Tiếp tục là em, tỷ phú bán giày. Một cái biệt hiệu rất chi là viral. Và em lại tiếp tục bán giày để thực hiện cái ước mơ trở thành tỷ phú của em nha. Nghe nó rất là viển vông nhưng mà đó là điều không phải là không thể. Đây, em hôm nay lại lên cho các bác một mẫu cực kỳ đẹp, cực kỳ sang xịn mịn. Cái mẫu này rất là được ưa thích từ giới trẻ cho tới các anh trung niên, thậm chí những bậc tiền bối. Đây, mẫu Excellent. Đấy, bác xem bộ đế để biết độ uy tín của em dài nha. Đấy, đế da đã dán sẵn topi và độ dày của bộ đế thì các bác thấy rồi, cực kỳ uy tín nha. Em này có size 40.5 và giá shop em bán là 850k. Liên hệ em ngay, tỷ phú bán giày.